Em vừa đâu hết cái thằng bạn nó nhìn thấy, xong nó mắng em bảo nó gửi link ông chúa hề C7N mà sao lại vào kênh anh Mus. Nó gửi lại link cho em xong vẫn rô đây, kỳ thật anh ạ. Tôi cứ ngỡ đâu là sau chừng đó cống hiến và chừng ấy năm mọi người sẽ yêu quý tôi dữ lắm, nhưng mà thật ra tôi tin được cái cách mà mọi người đang nói về tôi. Tôi đâu có cần mọi người làm gì nhiều đâu. Tôi chỉ cần mọi người khi mà mọi người gặp tôi ngoài đường á, mọi người đừng có gọi tôi là anh Bảy mà hãy kêu là anh Mết, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Đã xem em hơn 6 năm nhưng đây là lần đầu chào em. Chào em Bảy, chúc em stream vui vẻ. Trời ơi anh Tuấn ơi, anh theo em 8 năm rồi mẹ. Anh không kêu em đừng chữ Mết anh Tuấn. SKT có anh Mus DS rồi sao thua? Nếu mà bây giờ mà anh vào SKT á, anh đi đề nha. Anh mà vào SKT anh đi rừng. Anh đi rừng, anh đánh mà thằng Faker nó phải kiểu là nó thế nào mà nó tin được là trên đời này có thể có một cái thằng đi rừng mà nó có thể chăm sóc thằng mid tốt tới như vậy luôn. Anh đánh với tới như vậy á. Ví dụ như bây giờ anh bích con Javaan đúng không? Anh ăn đúng cái red thôi. Xong rồi anh sẽ vòng qua bên cánh blue. Đó, anh vòng qua đây nè. Anh đi sát cái cánh này, anh chạy ra, anh lát lên, anh đánh thường thằng mid nó lát về, anh combo theo, cho Faker một mạng. Tin được trên đời thì có thể có một thằng như vậy luôn mà. Anh Mus có thể chia sẻ hành trình học tiếng Anh của anh cho em nghe không ạ? Anh có học đâu. À không, anh hiểu, anh nghĩ là anh hiểu câu hỏi của em rồi. Thì anh cứ chơi game thôi, xong rồi lâu lâu thi thoảng mà cần giao tiếp bằng tiếng Anh á, anh tự tìm hiểu. Học tiếng Anh đơn giản mà ông, go là đi thì ghost là đi, rất nhiều mặt cười. Ok, sao biết? Sao biết câu đó? Sao biết câu đó? Oh. Mấy bồ chơi game căng thẳng quá à. Người ta từ từ thôi. Tham đi lên level 6 có dư cuối rồi ra quýnh lộn cho vui. Cũng như really fun là rất hay. Đúng đúng đúng, cái đó đúng à. Hôm trước hôm trước có cái thằng đó nó nước nào nhớ nữa. Nó qua nó đánh xong rồi nó gặp tôi. Tôi đánh con nù, nó khác team nha. Nó kêu tôi đánh con nù kinh khủng khiếp. Nó chat gì, nó chat là gì? Con nu của tôi là really fun. Mà really fun anh em biết trong tiếng Anh nó là cái gì rồi đúng không? Đó là cực hay. Tính được. Kiểu như fun nó là đã hay rồi, mà really fun nó là kiểu hay quá. Người nước ngoài nó qua Việt Nam nó chơi mà nó còn nói như vậy luôn mà anh em. Em là bạn Donut hỏi về tiếng Anh hồi nãy, anh trả cho em 20k được không mặt cười? Ok, cho anh trả góp được không? Chết đúng rồi, mất tập trung với đấy. Chó trả nữa, bực mình rồi. Hồi nãy thì định trả góp, giờ trả nữa, bực vậy đấy. Ôi, cá rồi. Rồi, mú vô bên đi. Mú ba mặt xeo. Hết mana, hết mana. Ô! Hả? Đó thấy không? Mấy ông thấy tôi nói có sai không? Mấy thằng AD bây giờ nó vô game nó gặp tôi đi mid nó cứ kêu tôi fit. Xong rồi mọi thứ cứ để nó lo, nó cứ vậy thôi à. Nó kêu nó làm mình bị mất tinh thần vậy, thấy ra nó tập trung đánh được. Hiểu, trong khi mình cũng muốn là người gánh team mà. Ai chơi game mà chả muốn là người gánh team. Tuổi 20 bồng bột và áp lực. Ở tuổi 20 mà lại áp lực, tuổi 20 sướng bỏ ra. Cái tuổi 20 nó là cái tuổi mà nằm giữa lưng chừng tất cả mọi thứ. Tuổi 20 là cái tuổi mà vừa đủ tuổi ăn chơi, vừa đủ tuổi để có nhận thức về các vấn đề to tát trong xã hội. Nhưng chưa đủ tuổi sủi dơ đâu nha. Gán đợi thì mấy năm nữa. À mới 20 tuổi mà sủi dơ, mốt lớn lên à chịu cho nổi. Trời ơi, tôi với con Evelyn này BKM Bình Dương. Hỏi mấy anh team 1 có gì có muốn mua xi măng không? Tại sao anh nói cái gì cũng... Ê, tôi vừa mới đỡ cho bạn đấy. Trời ơi, hỏi tôi nói coi có muốn gì Bình Dương mua xi măng không? chứ 10k kiểu này mà sao mà chịu được. Thưởng con cóc, thưởng con cóc, rõ ràng đợi giùm cái e, thưởng con cóc. Ok chưa, cặp đôi trời sinh. 2 thằng 10k như cái máy chém, hàng chính suối thì đắt vô. Quá kinh khủng. Ơi ơi, nãy giờ hiếp ta dữ lắm đúng không? Trời ơi nó đã má, đánh con Cassidy mà vô mấy cái thế này đánh nó sướng, đặc biệt là cái thế này nữa nè, đó nó đã. Thằng AD nó cố gắng 1 năm xong rồi nó đánh 6 lính, nó ăn được con, tôi ăn 5 con, tôi chỉ tốn có cái R thôi. Nói gì đó mà nghĩ lại không biết nói gì hết. Đúng Lào gì như Lào. QCR Victor có ngắt được mấy chiêu đang vận như E của Jack không ạ? Quy của Victor hả? Quy của Victor. R, e, R của Victor, Quy Cassidy hả? E của Jack. Đi trường hợp luôn ha. Từ từ để nhớ coi có bao giờ gặp cái trường hợp đó chưa. Ai sao mày không hỏi câu ký vậy ta? Ông hỏi câu mà nhức đầu luôn á trời. Hay lát mình test đi. Lát mình test nha. Tự nhiên sấn sấn lên bắn bố mày. Sấn lên bắn bố mình đi. Nhìn Zinit thì sao giống Tôn vậy? Mà sao giờ là Zinit nào nhìn cũng giống Tôn quá vậy ta? Mấy con Zin như vậy nào mà nó dám bắn con Cassidy này. Ê để tôi nhớ coi là tôi hay dùng cái R của Victor để tôi cản chiêu con nào mít quên rồi ta. Cô nha, chỉ ngắt được những chiêu đang niệm thôi chứ E của Jack khi quay là đã niệm rồi. Cảm ơn Ly Hiếu nha. Bây giờ mình thử đi. Mày nâng đúp, tao đập đầu mày. Đó. Quá hồi nó gần nó kêu em nâng đúp bên 7. Nè, anh nè em quy liền nhé. Ngắt. Ngắt.